Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung chính sau đây. Vụ học sinh lớp 6 bị quay đánh trong trường, tạm đình chỉ học, lập hội đồng kỷ luật. Vụ cả huyện bị cắt nước ở Gia Lai, phó chủ tịch tỉnh họp để gỡ khó. Giao tranh ở Myanmar lan sang mặt trận mới, hàng ngàn người chạy sang Ấn Độ. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Liên quan đến sự việc học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường thành lập ngay hội đồng kỷ luật, trước mắt tạm dừng việc học một tuần đối với những học sinh đánh bạn. Cụ thể, khoảng 16 giờ 45 ngày 10 tháng 11, em LTN lớp 6D trường Trung học cơ sở Tân Minh bị 4 học sinh đánh. Trong số 4 học sinh này, có 3 em là học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Minh và một học sinh của trường nhưng đã tốt nghiệp Học sinh lớp 6 là nạn nhân trong vụ việc bạo lực học đường đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nông nghiệp 1. Hiện bác sĩ đã cho về tiếp tục ở nhà để ổn định tinh thần. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê bình trường trung học cơ sở Tân Minh trong việc chậm trễ báo cáo, đồng thời yêu cầu nhà trường quan tâm, động viên thăm hỏi học sinh phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan đến sự việc, cả huyện Chư Sê thông báo cắt nước, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ủy ban nhân dân huyện chư sê cần sớm ban hành giải pháp quản lý chặt chẽ việc khoan nước ngầm tại các khu vực địa điểm đã được ủy ban nhân dân tỉnh quy định có cơ chế kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các trường hợp đối phó bằng cách lắp đặt đồng hồ nhưng sử dụng nước không hợp vệ sinh từ các nguồn khác ông quế nhấn mạnh nếu để xảy ra tình trạng người dân vì việc bị ngừng cấp nước gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thì tùy mức độ vi phạm mà những tổ chức cá nhân gây ra có thể sẽ bị xử lý hình sự trước đó công ty cổ phần cấp nước chư sê có thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Trừ C vì cho rằng tiền nước dân nộp vào không rút ra được và chúng tôi không biết mất đi đâu nên không có tiền để thanh toán tiền điện kỳ tháng 9 vừa qua. Bệnh viện Đà Nẵng gần đây tiếp nhận nhiều người trẻ và trẻ em bị đột quỵ, đặc biệt trước đó bệnh nhân không có dấu hiệu gì bất thường. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thạc sĩ bác sĩ Phạm Như Thông, phó trưởng khoa đột quỵ bệnh viện Đà Nẵng nêu thực tế ngày càng nhiều người nhỏ tuổi và trẻ tuổi bị đột quỵ. 10 tháng đầu năm nay có khoảng 3.500 bệnh nhân đột quỵ đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó người dưới 40 tuổi chiếm 4,3%. Theo bác sĩ Thông, có nhiều nguyên nhân gây ra đột quỵ ở người trẻ như dị dạng mạch máu, tắc mạch máu não, tim bẩm sinh. Người trẻ cần bỏ thói quen hút thuốc lá, lười vận động, cần kiểm tra huyết áp, tim mạch thường xuyên. Bác sĩ thông lưu ý với người bị đột quỵ, thời gian là vàng, quyết định sự sống cũng như khả năng hồi phục của bệnh nhân. Vì vậy, người nhà bệnh nhân cần nắm rõ các dấu hiệu đột quỵ để nhanh chóng gọi 115 một một hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Sáng 14 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ gia quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra vụ tài xế say xỉn lái ô tô gây tai nạn liên hoàn làm một người chết, hai người bị thương trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức vào chiều ngày 12 tháng 11. Theo trung tá Nguyễn Văn Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, Tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích đang chiếm tỷ lệ rất cao. Một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Đợt gia quân lần này kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 nhằm kéo giảm và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trung tá Hoàng thông tin. Theo thông tin từ Công an thành phố Thủ Đức, trong 10 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan xử phạt hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Trong tháng 10, trên địa bàn thành phố Thủ Đức xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật. Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số đã tấn công nhiều chốt an ninh ở Myanmar trong ngày 13 tháng 11 khi giao tranh lan ra hai mặt trận mới khiến hàng nghìn người phải vượt biên sang nước láng giềng Ấn Độ để tìm nơi an toàn. Tuần trước, Tổng thống của chính quyền quân sự cảnh báo Myanmar có nguy cơ tàn vỡ vì không thể đối phó hiệu quả với cuộc nổi dậy. Các tướng lĩnh nói rằng họ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố. Giao tranh cũng nổi ra ở bang Chin, giáp biên giới Ấn Độ, khi quân nổi dậy tấn công hai trại quân sự, một quan chức Ấn Độ và hai nguồn tin nắm được tình hình cho biết. Cũng theo quan chức Ấn Độ, khoảng 5.000 người từ Myanmar đã chạy sang bang Mizoram của Ấn Độ để tránh khu vực giao tranh. Người phát ngôn của chính quyền Myanmar chưa đưa ra phát biểu nào về cuộc giao tranh mới nhất. Chuẩn đô đốc Daniel Hagridi, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, quân đội đã tìm thấy một trung tâm chỉ huy với kho vũ khí bao gồm lưu đạn, áo khoác tự sát và các chất nổ khác được Hamas cất giữ ở tầng hầm của bệnh viện Rantisi một bệnh viện nhi chuyên điều trị bệnh nhân ung thư. Đoạn phim được chiếu cho thấy nơi có vẻ là khu sinh hoạt thô sơ bao gồm một căn bếp nhỏ và một đường hầm gần đó mà ông Hagari nói là dẫn đến nhà của một chỉ huy hải quân cấp cao của Hamas. Ngoài ra, quân đội Israel còn tìm thấy một chiếc xe máy có vết đạn mà ông Hagari nói rằng đã được sử dụng để đưa con tin đến giải Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10. Israel cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác để che giấu trung tâm chỉ huy và vũ khí, dùng dân thường và bệnh nhân trong bệnh viện làm lá chắn sống. Hamas và lãnh đạo bệnh viện ở Gaza phủ nhận điều đó. Sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị trong trận Philippines gặp Indonesia vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Bởi trên sân, Daisuke Sato bên phía Philippines và Mark Klopp bên phía Indonesia là các đồng đội ở câu lạc bộ chủ quản. Trước giờ ra trận, Klopp đã nhận thông điệp dàn mặt từ phía đồng đội Sato nhấn mạnh sẽ đốn giò Klopp khi cả hai tranh chấp bóng trên sân. Sato cũng khẳng định sẽ làm điều tương tự với Rekmat Iranto và Edo Febriasa, hai thành viên khác của tuyển Indonesia và là đồng đội của anh ở câu lạc bộ. Khi được hỏi về tuyên bố của Sato, Klopp khẳng định anh chờ đợi màn chạm trán giữa hai bên. Klopp và Sato đã làm đồng đội gần 2 năm qua. Ngoài đời, họ là đồng đội của câu lạc bộ Persib Bandung của Indonesia. Sato chuyển sang Persib Bandung từ đầu mùa năm ngoái và giữ vai trò dọn dẹp để club tiến lên phía trước, giữ vai trò nhạc trưởng của ban đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin lần sau.